Chào các em, hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục hoàn thành một cái bài học tiếp theo của môn sinh học lớp 8. Đó là bài 46, trụ não, tiểu não và não trung gian. Như chúng ta đã biết, hệ thần kinh chia theo cấu tạo thì gồm có hai phần, bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương thì gồm có não bộ và tủy sống. Còn bộ phận ngoại biên thì gồm có dây thần kinh và hạch thần kinh. Và trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí và chức năng của ba thành phần não bộ, đó là trụ não, tiểu não và não trung gian. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung thứ nhất, đó là vị trí và chức năng của trụ não. Các em quan sát cho cô hình 46.1, đó là hình não bộ phổ rộng, để tìm cho cô vị trí của trụ não ở trong hình. Như chúng ta thấy là trụ não thì nó nằm ở tiếp liền ngay với tủy sống ở phía dưới, đúng không nào? Và trụ não thì gồm có 3 phần, đó là não giữa, cầu não và hành não. Trong đó thì não giữa thì gồm có cuống não ở mặt trước và cụm não sinh tư ở mặt sau. Và trụ não nó có chức năng như thế nào thì bây giờ chúng ta quan sát tiếp hình 46.2. Ở hình 46.2 này là hình ảnh về các đôi dây thần kinh não. Nó nằm ở trụ não luôn. Và 12 đôi dây, và chúng ta thấy ở đây có 12 đôi dây. Và 12 đôi dây này có chức năng khác nhau và dựa vào chức năng của nó thì người ta đã chia ra làm 3 loại, đó là dây cảm giác, dây vận động và dây pha. Dây pha là cái dây vừa làm nhiệm vụ cảm giác vừa làm nhiệm vụ vận động, chức năng vận động thì người ta gọi đấy là dây pha. Và trong chương trình sinh học lớp 8 thì chúng ta chỉ nghiên cứu kỹ chức năng của hai đôi dây, đó là đôi dây thần kinh số 2 và đôi dây thần kinh số 8. Đôi dây thần kinh số 2 là đôi dây thần kinh thị giác, còn đôi dây thần kinh số 8 là đôi dây thần kinh thính giác. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn ở trong bài 49 và bài 51 ở những tiết tiếp theo. Vậy thì qua cái việc phân tích hình 46.2 này kết hợp với nghiên cứu thông tin ở trong sách giáo khoa trang 144, chúng ta hãy cho cô biết đó là trụ não này có chức năng như thế nào. Rồi, chúng ta thấy là trong sách giáo khoa phần thông tin thì đã nêu cho chúng ta rất rõ. Đó là trụ não thì nó có chức năng, đó là điều khiển điều hòa các hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng hay còn gọi là các cơ quan nội quan, như là các cơ quan của hệ tuần hoàn này, các cơ quan của hệ hô hấp này, các cơ quan của hệ tiêu hóa này. Và có lấy ví dụ là những cái hoạt động như trong cơ thể của chúng ta như là tim nó đang co bóp này, máu đang lưu thông trong cơ thể chúng ta này, tất cả những cái hoạt động đó là do trụ não nó điều khiển hết đấy. Và ngoài ra thì trụ não nó còn có một cái chức năng nữa, đó là chức năng dẫn truyền. Có hai cái con đường dẫn truyền, đó là đường dẫn truyền lên và đường dẫn truyền xuống. Đường dẫn truyền lên thì người ta gọi đấy là đường dẫn truyền cảm giác, còn đường dẫn truyền xuống người ta gọi đấy là đường dẫn truyền vận động. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong hai nội dung của phần một lớn là vị trí và chức năng của trụ não. Và đây chính là nội dung mà chúng ta phải ghi nhớ và ghi nhận vào trong vở. Trước khi đi sang nội dung phần 2 lớn thì cô sẽ cung cấp cho các em một cái thông tin nữa nó liên quan đến trụ não. Đó là hầu hết các đường thần kinh cảm giác đi từ dưới lên hoặc các đường vận động đi từ trên xuống. Khi đi qua trụ não thì nó đều bắt chéo sang phía đối diện. Và do vậy cho nên là nếu một bán cầu não nào mà bị tổn thương á, thì sẽ làm tê liệt nửa thân bên đối diện. Đây các em nhìn thấy đây là các đường dẫn truyền và nó đang bắt chéo nhau ở ngay trụ não đấy. Đây. Và chúng ta vừa nghiên cứu xong cái vị trí và chức năng của trụ não. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu với nội dung thứ hai, đó là vị trí và chức năng của não trung gian. Các em tiếp tục quan sát cho cô hình 46.1. Ở hình 46.1 thì chúng ta nêu cho cô vị trí của não trung gian này. Cũng như cái tên của nó thôi, chúng ta thấy ở trong hình là não trung gian nó nằm trên trụ não và dưới đại não. Hay nói cách khác là não trung gian thì nó nằm giữa đại não và trụ não, đúng không? Rồi, đây là vị trí. Rồi, còn chức năng của não trung gian như thế nào? Thì ở trong phần thông tin của sách giáo khoa trang 145 người ta nêu rất rõ. Đó là não trung gian nó có chức năng điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt. Lấy ví dụ như thế này. Khi trời nắng nóng này, hay là khi chúng ta lao động nặng này, thì lúc này não trung gian nó sẽ điều khiển cơ thể chúng ta tiết ra mồ hôi để làm mát cơ thể. Đồng thời nó sẽ điều khiển mạch máu ở dưới da chúng ta giãn ra để thoát nhiệt và làm cho cơ thể chúng ta giảm cái sự
sự nặng, đó là chức năng của não trung gian. Và ngoài ra thì não trung gian nó còn một cái chức năng nữa, đó là chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não. Đây là nội dung thứ hai, vị trí và chức năng của não trung gian mà chúng ta cần phải nhớ, và đây cũng chính là nội dung mà chúng ta phải ghi vào trong vở. Rồi còn một cái nội dung nữa trong bài học mà chúng ta chưa nghiên cứu, đó là tiểu não. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung phần 3 lớn, vị trí và chức năng của tiểu não. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí của tiểu não để xem nó nằm đâu. Chúng ta quan sát cái vô hình hình bên. Ở trên hình này chúng ta thấy ở cái đường mà màu đỏ nét đất đang chạy ở trên tinh hình, đó là tiểu não. Vậy thì chúng ta thấy là tiểu não nó có vị trí là nằm ở phía sau trụ não và dưới bán cầu đại não, đúng không nào? Vậy tiểu não này có chức năng gì? Thì chúng ta tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất đó là phá hủy một bên tiểu não của ếch. Thì chúng ta thấy là sau khi mà phá hủy xong một bên tiểu não thì lúc này con ếch nó sẽ bơi lệch và nhảy lệch sang phía bên mà tiểu não bị hủy. Đấy. Và để nghiên cứu tiếp cái chức năng của tiểu não thì người ta tiếp tục thực hiện một cái thí nghiệm thứ hai ở trên chim bồ câu, đó là phá hủy tiểu não chim bồ câu thì làm cho con vật đi lảo đảo và mất thăng bằng. Vậy thì qua hai thí nghiệm này thì chúng ta thấy chúng ta rút ra được cái kết luận gì về chức năng của tiểu não? Qua đây thì chúng ta rút ra được rằng là khi tiểu não mà bị tổn thương á, thì những vấn đề về hoặc là bị cái vấn đề nào đó liên quan chẳng hạn, thì lúc này dẫn đến sự xác định vị trí cũng như là sự chuyển động của cơ thể trong không gian nó sẽ bị rối loạn, giống như hai thí nghiệm chúng ta vừa mới nêu xong, đúng không? Và qua đây chúng ta cũng rút ra được rằng chức năng của tiểu não là thứ nhất, nó điều hòa phối hợp các hoạt động và các cử động phức tạp của cơ thể, và thứ hai đó là nó giữ thăng bằng cho cơ thể chúng ta, đúng không nào? Và cô lấy một ví dụ, đó là ở con người chúng ta cái tiểu não này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là cũng điều khiển cái việc là giữ thăng bằng cho cơ thể. Cô lấy cái ví dụ nhé, đó là người say rượu thì chúng ta thấy thường đi có cái hiện tượng chân này xẹo chân kia đó. Thì chúng ta biết là những người say rượu thì rượu nó đã ức chế ngăn cản sự dẫn truyền qua synapse giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não, làm cho cái sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể bị ảnh hưởng. Do vậy chúng ta thấy hiện tượng là chân này xỏ chân kia, chân này xỏ chân kia của những người say rượu. Rồi vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong vị trí và chức năng của tiểu não, và đây cũng chính là nội dung chúng ta cần nhớ ở trong phần này, và cũng đây là nội dung chúng ta phải ghi vào trong vở. Vậy thì chúng ta thấy là tiểu não, trụ não và não trung gian có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Do vậy chúng ta cần có những cái chúng ta cần phải bảo vệ bộ não qua những cái hành động thiết thực cụ thể, như là khi mà chúng ta chạy dẫn thì tránh ảnh hưởng đến não bộ này, hay là chúng ta tiêm vaccine này. Và một cái hành động thiết thực nhất mà chúng ta phải làm và pháp luật đã thừa nhận, đó là chúng ta phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, đúng không, để tránh ảnh hưởng đến những cái bộ phận của não bộ mà khi có cái việc gì đó nó xảy ra. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học, vậy thì bây giờ cô củng cố lại một lần nữa kiến thức của chúng ta để xem chúng ta nhớ được đến đâu nhé. Rồi các em hãy sắp xếp các chức năng tương ứng với các bộ phận của não. Rồi trụ não, tiểu não và não trung gian, đây là ba bộ phận mà chúng ta vừa mới học xong. Rồi các chức năng như thế này. Rồi thứ nhất, trụ não. Chức năng của trụ não đó là nó điều khiển điều hòa hoạt động của các cơ quan nội quan tuần hoàn hô hấp tiêu hóa. Thứ hai, chức năng của tiểu não đó là phối hợp các hoạt động phức tạp. Còn chức năng thứ ba đó là điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt. Đấy, đây là chính là nội dung cần nhớ trong bài học đấy. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài 46. Cô dặn các em là về nhà học lại bài cho cô nhé. Và có câu hỏi số 246 chúng ta chưa trả lời thì về nhà các em trả lời luôn cho cô. Và đọc trước và chuẩn bị bài 47, bài đại não. Rồi chúng ta kết thúc tiết học hôm nay ở đây nhé. Rồi xin chào các em.